Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Paid for by Deidre Thu Hà Nguyễn for Assembly 2022. Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ Cà Phê Sáng sang Thời sự Thế giới, tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay về tình hình quốc tế, Hoa Kỳ, vân vân. Thế nhưng trước hết vẫn là thời tiết trong ngày, mây mù vẫn rất nhiều và sương thì cũng có khá nhiều sáng nay, Thảo Yên. Vâng, thưa quý vị và thưa anh, buổi sáng trời nó hơi âm u một tí, cho nên là nhiệt độ trưa nay đó ở Westminster Garden Road thì khoảng 75-76 độ, không có nóng lắm, gió thì chỉ khoảng có 5 dặm một giờ thôi. Ngày mai thì nhiệt độ tiếp tục khoảng 75-76, nhưng mà bắt đầu cuối tuần đó, thưa quý vị thấy nhiệt độ nó tăng nhẹ nhẹ lên gần 80 độ, cuối tuần này thì trời nó ấm hơn bởi vì gió Santa Wind nó thổi, cho nên là nhiệt độ tăng mà gió này nó khô nữa, chỉ đến qua tuần sau đó cái đợt gió Santa Wind nó hết thì lúc đó nhiệt độ mới xuống lại còn có 70 thôi quý vị. Và sáng ngày hôm nay nước Mỹ nhận được một tin vui, đó là nền kinh tế Hoa Kỳ, kinh tế gia cứ sợ là nền kinh tế sẽ giảm, mặc dù có tăng, nhưng mà thưa quý vị, hai tam cá nguyệt tức là 6 tháng mà nền kinh tế giảm chút xíu so với 3 tháng trước, điều đó có nghĩa theo định nghĩa là suy thoái. Và cái điều đó đã xảy ra trong 6 tháng đầu năm nay 2022. Thế nhưng từ tháng 6 cho đến tháng 9 vừa qua, và đây là con số Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa công bố ngày hôm nay, nền kinh tế Hoa Kỳ lại tăng trưởng, mặc dù tăng nhẹ thôi, 2.3%, nhưng mà so với 3 tháng trước, nền kinh tế lại tăng lên. Và điều đó đã giúp cho các nhà đầu tư rất là vui vẻ. Ngày hôm nay họ nhảy vào, họ nghe được tin đó là họ tin tưởng. Những cái câu chuyện về suy thoái mặc dù vẫn còn đó, thưa quý vị, nhưng mà suy thoái không thấy mà chỉ nghe đồn đoán mà thôi. Rõ ràng là đồn đoán, bởi vì con số thực tế không phải như vậy. Con số thực tế là nền kinh tế của Hoa Kỳ lại tăng được 2.6% trong tam cá nguyệt thứ 3. Và nếu như vậy, người ta tin tưởng là mùa mua sắm năm nay người tiêu thụ vẫn tiêu thụ mạnh. Nền kinh tế tăng là nhờ người tiêu thụ, thưa quý vị, Dow Jones lên được 406 điểm. Thế nhưng Nasdaq lại vẫn quan tâm về các công ty về ngành công nghiệp, chẳng hạn như là Microsoft, Apple và Intel v.v. S&P 500 lên được 7 điểm. Trong khi đó, công trái phiếu 10 năm giảm dưới 4%. Tuy nhiên, quý vị nhìn thấy công trái phiếu mặc dù dựa trên phân lời của công trái phiếu để định ra phân lời mượn nhà, thế nhưng hai cái khuynh hướng bây giờ lại khác biệt. Con số chúng tôi ghi nhận được ngày hôm nay là khi quý vị đi mua nhà hoặc là tái tài trợ đó, nó lên tới 7.08%. Đó là phân lời trung bình 7.08%. Với những ai mà tín dụng hơi yếu một chút xíu có thể cao hơn nữa. Công trái phiếu 30 năm là 4%, 2 năm vẫn là 4.3%. Dầu lên 1 đồng 77 sen, 89 đồng 68 sen. Và bên cạnh đó, một bản tin quý vị nhìn thấy đó là hãng Shell, cây xăng Shell chúng ta vẫn ra ngã tư đó, cho biết họ sẽ tăng tiền cổ tức, tiền lời cho những người đầu tư lên thêm nữa, bởi vì lợi nhuận tăng gấp đôi.
Cho nên chúng ta thấy vào thời điểm mà giá dầu lên tới gần 90 đô la và có thể lên tới 100 vào đầu tháng 11 bởi vì OPEC sẽ cắt giảm lại sản lượng dầu. Tiền lời của các công ty dầu hỏa tiếp tục tăng mạnh. Vàng xuống 2 đồng 3, 1.666 đồng 90 sen. Đến hôm nay thì đồng đô la so với bảng Anh đó lại giảm trở lại thưa quý vị. 1 đồng 15 sen đổi lấy một bảng Anh. Nhưng ngược lại đồng euro ngang bằng với đồng Mỹ Kim. 1 euro đổi lấy 1 Mỹ Kim. Và thưa quý vị, trong khoảng thời gian qua thì quý vị cũng liên tục nghe về một cái vụ bê bối của ông Herschel Walker, ứng viên của đảng Cộng Hòa hiện nay đang muốn lấy cái chiếc ghế thượng nghị sĩ của ông Raphael Warnock ở tại Georgia. Người bên trái là ông Walker, còn người bên phải là ông Warnock. Đây, thưa quý vị, Warnock hiện nay đang là thượng nghị sĩ và ông đang muốn tiếp tục có thêm một cái nhiệm kỳ thứ hai nữa. Thì như quý vị thấy là một tháng trước đây là Herschel Walker đã bị một người phụ nữ từng là bạn gái đứng ra chỉ chứng là ông, mặc dù là cái người mà nói là ông không có ủng hộ quyền phá thai rồi đó, tuy nhiên lại bị bà đưa ra những cái bằng chứng cho thấy là khi mà bà có thai thì ông đã đưa tiền cũng như là dùng lời lẽ ngon ngọt dụ bà đi phá thai. Thì mới ngày hôm qua lại tiếp tục có thêm một người phụ nữ thứ nhì nữa thôi quý vị, đã đứng ra chỉ chứng Herschel Walker. Tuy nhiên cái người này thì cũng giống như người phụ nữ đầu tiên đó, đều hiện nay bảo mật danh tính. Chúng ta không biết hai người phụ nữ này tên gì cả, nhưng mà cái người phụ nữ thứ nhì đó đã thông qua bà luật sư Gloria Oret. Bà này vô cùng nổi tiếng ở Los Angeles, chuyên môn thụ lý những cái vụ kiện mà nhắm vào những cái đối tượng khách hàng mà nổi tiếng, chẳng hạn như là Tiger Woods, những cái vụ mà bạo hành vân vân đó, và thường là bà thắng. Thì vào ngày hôm qua, bà Oret đã mở một cuộc họp báo. Cái người phụ nữ cái bên không phải là cái cô gái thứ hai đâu thưa quý vị, chỉ là trợ tá của bà Oret thôi. Thì bây giờ đó, người phụ nữ thứ hai gọi là Jane Doe 2 cho biết là cô quen biết với ông Herschel vào thập niên 90, chính xác là năm 1992, khi đó ông còn đang chơi cho đội Dallas thưa quý vị. Ông này từng là cựu cầu thủ football nhưng mà bây giờ giải nghệ và muốn tiến vào chính trường. Thì cô này cổ nói là quen nhau được khoảng đến một năm, nghĩa là năm 1993 thì cổ có thai, và ông này đó đã dụ cổ nói ngon ngọt, không có ép buộc nhưng mà giống như là khuyên lơn khuyên nhủ, và tự cổ cái appointment đầu tiên đó cổ lấy hẹn với lại bệnh viện và cổ muốn đi phá thai. Thế nhưng cổ nói là cái khi mà vào bên trong đó thì cổ thật sự là không muốn, cho nên cái ngày hôm đó cổ không có làm. Tuy nhiên khi mà về nhà thì ông này lại tiếp tục hứa hẹn vân vân, lại tiếp tục dụ. Và cái lần thứ nhì đó cổ nói là cổ lấy hẹn thì ổng đích thân chở cổ đến bệnh viện, ngồi ở dưới parking lot, ngồi trong xe và chờ cổ làm cái thủ thuật phá thai xong, nghĩa là ông không có đi vào bên trong bệnh viện với ông với cô. Khi cô làm xong rồi đó, mấy tiếng sau cô trở ra thì ông ngồi trong xe chờ và chở cô về. Tuy nhiên, theo như những gì mà báo chí họ ghi nhận đó là cái cô gái thứ hai này đó, cổ chỉ đưa được những cái lá thư tình, những cái đoạn voicemail và một cái receipt ở hotel, tất cả đều khoảng năm 90 mấy, cho thấy là thực sự hai người này có một cái mối quan hệ bạn trai bạn gái. Nhưng mà liên quan đến cái chuyện phá thai đó thì bây giờ cổ không có đưa được cái bằng chứng nào ra cả. Nếu như mà nói là đi bệnh viện phá thai thì vậy là cái bill của bệnh viện đâu vân vân, hay là những cái appointment thì bây giờ không có. Cho nên là ông Herschel Walker ổng đã tiếp tục nói là cái chuyện này không hề có thật. Ông nói là ông có cái mối quan hệ với cái người phụ nữ này nhưng mà không hề có cái chuyện ông ép cổ đi phá thai, và đây chỉ là chiêu trò của đảng Dân Chủ đang muốn hạ bệ ông. Cái ghế thượng nghị sĩ ở Georgia này vô cùng quan trọng thưa quý vị. Nếu như đảng Cộng Hòa họ giành được đó thì họ sẽ nắm quyền kiểm soát Hạ Viện và sau cái tháng Thượng Viện sau tháng 11 này. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý liên quan đến tình hình của Nga và Ukraine ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp.
Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fukudan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Paid for by Deidre Thu Hà Nguyễn for Assembly 2022. Thảo Nguyên Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán giả. Và ngày hôm qua, Kanye West, một nhân vật mà hiện nay đang đương đầu với quá nhiều các vụ mà cancel, hủy bỏ hợp đồng. Kanye West tự nhiên xuất hiện ngay tại trụ sở trung ương của công ty Skechers, công ty bán giày quý vị. Skechers thì những người mà không mua được Nike thì họ mua Skechers nó rẻ hơn. Thế nhưng Kanye West bước vào đây nghĩa là ta đây lắm mà tôi muốn vào đây để gặp các vị tổng giám đốc nói chuyện về làm ăn vân vân. Thì chưa vào được nữa đã có hai nhân vật giám đốc của công ty Skechers mời anh ra ngoài về nhà không cần đến đây. Cho đến giờ phút này bản tin về Kanye West họ nói rằng một tuyên bố kỳ thị người Do Thái. Và không những vậy nữa, Kanye West còn xuất hiện trên các chương trình phát thanh và nhắn trên Instagram, Twitter v.v. Còn hống hách nói rằng, tôi nói thế đó, có sao đâu. Ngay cả Adidas là nhà tài trợ lớn nhất cho Kanye West. Thì Kanye West nói, ngay cả Adidas cũng chẳng làm gì được tôi hết á. Tôi nói thế đó. Adidas không thể nào hủy hợp đồng với tôi được bởi vì họ kiếm lời quá nhiều. Thưa quý vị, cho đến giờ phút này đó, Kanye West vẫn nói đó, tất cả những công ty nào ký hợp đồng với anh đó là hưởng lợi từ anh. Chứ không phải là họ hưởng lợi, bởi vì tên tuổi của anh quá lớn. Cho nên Kanye West đi tới đâu, bây giờ anh đổi là Ye đó, Y-E, yeah, Ye, đi đến đâu thì người ta ủng hộ tới đó. Thì với cái sự kiêu hãnh hống hách của mình, đó, thì ngày hôm nay bắt đầu hơi cảm thấy lo ngại bởi vì số tiền, tài sản của anh càng ngày càng tụt giảm. Bản tin ghi nhận riêng với hợp đồng với Adidas không thôi đó, trị giá 1,5 tỷ Mỹ Kim cho Kanye West. Rồi các công ty khác, ngay cả ngân hàng JP Morgan Chase, v.v. Gap và các công ty khác cũng muốn lấy cái tên này, bởi vì thưa quý vị, ở Mỹ mà họ thường là trả tiền cho những nhân vật nổi tiếng để thu hút khách hàng. Và ngày hôm nay thêm rất nhiều các công ty khác hủy bỏ hợp đồng. Chưa hết, một công ty phim ở Los Angeles trong thời gian qua họ đã bỏ tốn bao nhiêu công sức và tiền của để xây dựng một tập phim tài liệu nói về cuộc đời của Kanye West. Ngày hôm nay công ty đó tuyên bố họ không muốn trình chiếu nữa, dự trù là từ nay đến cuối năm nay họ sẽ trình chiếu tập phim tài liệu với Kanye West. Rồi Hiệp hội Nghệ sĩ Quốc gia cũng tuyên bố hủy bỏ hợp tác với Kanye West. Họ lấy tên Kanye West ra. Và vì thế Kanye West trong thời gian tới sẽ không thể xuất hiện được trong các tiệc, trong các buổi ra mắt v.v. Thế nhưng anh vẫn hống hách ngày hôm nay nhất định không xin lỗi. Thậm chí còn nói chứ, người Mỹ đen, người gốc Phi Châu cũng là người Do Thái. Tôi nghĩ tôi là người Do Thái, vì thế tôi có miệt thị người Do Thái thì cũng ok. Kanye West tuyên bố như vậy thôi vậy. Anh tuyên bố anh là người Do Thái và là người Do Thái giống như là người Phi Châu đó. Họ dùng chữ N đó thưa quý vị, con chó đen theo tiếng Việt mình đó, để chửi người Phi Châu. Nhưng mà người Phi Châu nói người Phi Châu thì không sao hết.
Đằng này ảnh nói ảnh là người Do Thái, cho nên ảnh chửi người Do Thái cũng không sao. À, cái, rồi nói thêm nữa, à, ngày hôm nay cũng hóng hách nói rằng à, tiền không thể làm con người được, không, tiền không dựng lên con người, mà tôi mới là con người, tôi mới là tôi. Thế thì người ta chờ đợi xem cái thiệt hại tài sản trong thời gian qua sẽ lên tới là bao nhiêu, thưa quý vị. Và quay trở về những bản tin địa phương thì thưa quý vị, mới đây ở ngay tại thành phố El Paso của Texas, một bà Councilwoman, dịch ra là gì anh? Nghị viên. Nghị viên của thành phố. Nữ nghị viên. Nữ nghị viên. Và bà là đảng Dân Chủ nha quý vị. Tuy nhiên bây giờ bà đã trở thành một whistleblower, tố cáo chính đảng Dân Chủ cũng như là ông thị trưởng của cái thành phố này đã cố tình che đậy cái vụ mà khủng hoảng di dân bất hợp pháp ở tại El Paso và đã tiêu tốn tiền thuế của người dân để mà giải quyết cái chuyện này mà không có công khai. Thì đây là thưa quý vị, bà Gloria Rodriguez. Cái chuyện như thế này, đó là quý vị cũng nhớ là kể từ khi mà ông Joe Biden lên nắm chính quyền đó, thì thành phố El Paso là một trong những cái điểm nóng khi mà chính quyền của ông thực hiện những cái chính sách nới lỏng tại đường biên giới cho di dân bất hợp pháp, rồi ông yêu cầu những cái tòa án di trú phải nhanh chóng giải quyết đơn xin của người ta vân vân. Thì kể từ đó, mỗi một ngày ở El Paso, CBP họ ghi nhận là có 2.000 người di dân bất hợp pháp cứ tràn về, cố tình chui qua đó để mà mong muốn được vào ở trong đây. Nếu mà qua thoát rồi đó thì bỏ chạy vân vân, nếu như có người nhà ở đây. Thì cái chuyện này đó khiến cho, như quý vị cũng nghe là ông thống đốc của Arizona luôn, ông cũng than phiền là tiểu bang của ông đó cứ phải cung cấp tiền mỗi tháng cho El Paso để mà nhiều người quá, thì khi mà những người mà họ bị bắt giữ đó thì phải đem về những cái detention center, thì phải cho ăn ở vân vân, rất nhiều những cái chi phí. Ông thống đốc ông đã nhiều một thời gian dài ông nói cái chuyện đó rồi. Tuy nhiên theo bà nghị viên Rodriguez đó, thì cái chuyện như thế này, đáng lý ra đó bà cùng với rất nhiều nghị viên ở trong thành phố đó, khi mà một khi mà nó quá tải như vậy, cái ngân sách của thành phố không chịu nổi nữa, thì ông thị trưởng của El Paso là ông Oscar Leaser theo như các nghị viên khác đó là cần phải thứ nhất tuyên bố declare cái đây là một cái cuộc khủng hoảng ở tại thành phố. Thì một khi mà tuyên bố như vậy đó thì phía chính phủ liên bang sẽ cung cấp tiền, rồi sẽ giải quyết những cái chuyện là những cái tất cả những cái detention centers ở đây là kín người hết rồi, không còn chỗ nữa. Nhưng mà bà nói là trong suốt một khoảng thời gian dài, trong tất cả những cuộc họp thành phố, ông thị trưởng đó, ông không có muốn declare như vậy, ông không muốn công bố cái tình trạng này, mà cứ âm thầm dùng tiền thuế ngân sách của thành phố, và bây giờ đã tiêu tốn hơn 8 triệu rồi, để mà giải quyết, rồi giống như là đem những cái người mà bây giờ hết chỗ thì phải san sẻ qua những cái thành phố khác để mà giữ vân vân. Thì cái hậu quả sau khi bà công khai cái chuyện này đó, thì bây giờ bà Rodriguez cho biết là đây là những cái quảng cáo từ đảng Dân Chủ gửi ra cho cử tri. Bây giờ họ chụp mũ bà, họ gọi bà là một Trump backer. Ủa, cứ bộ không có đồng tình với cái chính sách di dân bất hợp pháp với đảng Dân Chủ là người ta trở thành Trump backer hả? Đảng Dân Chủ của bộ giống cộng sản, chuyên môn đi chụp mũ cối cho người khác. Thì bà khẳng định một lần nữa là bà không có chống di dân bất hợp pháp thưa quý vị, nhưng mà bà nói rằng thành phố cái tiền ngân sách đó không có chịu nổi nữa, người dân ở đây họ đóng thuế, họ không phải là để chi trả riêng cho cái chuyện mà cứ nuôi ăn ở giam giữ người di dân bất hợp pháp, mà bà nghĩ đây là cái vấn đề của liên bang. Thì ông thị trưởng đáng lý ra chỉ cần tuyên bố như vậy rồi xin ngân sách xuống, thì cuối cùng sau cái lời tố cáo của bà đó, phía phía truyền thông họ đã đi phỏng vấn ông Oscar Leaser, thì ông thật sự đã thú nhận là ông nhận được lệnh từ ở trên, mặc dù ông không có nói thẳng ra ở trên là ở đâu, nhưng mà ai cũng hiểu là tòa Bạch Ốc. Ông nói rằng ông đã có sự thương lượng với lại ở trên là
ở trên khuyên ông không nên declare cái gì hết, tại vì như vậy đó sẽ khiến cho chính phủ nhìn rất là xấu, và phía thành phố cứ dùng tiền trước đi rồi ở trên sẽ reimburse lại, nghĩa là trả lại hết. Nhưng mà tính đến ngày hôm nay đó, trang web của thành phố cho biết họ đã tiêu tốn hơn 8 triệu, gần 9 triệu rồi, nhưng mà ở trên đây chỉ mới reimburse lại cho họ có 2 triệu mấy mà thôi. Thì bây giờ bà Rodriguez bà nói rằng bà tuyên bố như vậy là bởi vì bà không muốn nhìn thấy tiền thuế của người dân bị đóng vào và cứ bị tiêu tốn như thế này. Và đặc biệt là phía chính phủ của ông Biden đó cứ tìm cách lấp liếm cái chuyện mà khủng hoảng di dân bất hợp pháp ở tại ngay đường biên giới, và tìm cách bưng bít che giấu cái thông tin này. Thế nhưng đối với những cử tri dân chủ thì họ lại nhận định đó, quan điểm và đường lối chính sách và giá trị của bà Rodriguez đối với cử tri trong khu vực nó không đi đúng hướng. Chúng tôi tiếp tục với bản tin liên quan đến tình hình Ukraine ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fukudan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Paid for by Deidre Thu Hà Nguyễn for Assembly 2022. Nguyễn Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã chọn Lưu Đồ Sài Gòn TV theo dõi Cà Phê Sáng và Thời sự Thế giới. Tình hình Ukraine vào sáng ngày hôm nay như thế nào? Có một bản tin họ nói rằng việc mà Nga nó kiệt quệ về binh sĩ đến độ đó là đã thương lượng hợp tác với tù nhân của Nga. Và các hình ảnh cả tháng trước đó đều cho thấy là các vị chỉ huy của Nga đã đến các nhà tù và kêu gọi những ai muốn được ân xá thì hãy cầm súng ra chiến đấu. Được ân xá. Mà trong số đó đó có những kẻ là tù chung thân, có kẻ giết người, có kẻ mang tội hãm hiếp, thưa quý vị. Thế là quá sung sướng. Những tù nhân này nói, ồ, ít nhất đó là mình được ra khỏi tù. Họ ra khỏi tù trước đã, rồi tính sau thì tính. Thế thì Nga đồng ý để đưa những tù nhân chưa bao giờ có trong các lịch sử sau Thế chiến thứ hai tệ hại đến độ mà không có binh sĩ phải thuê mướn tù nhân. Và đây là những tù nhân tự được binh sĩ Nga hộ tống ra. Họ vẫn bị kiểm soát cho đến khi họ xuất hiện tại chiến trường. Thì trong thời gian qua thì quý vị có những tin tức tình báo Anh, tình báo Hoa Kỳ và tình báo Ukraine ghi nhận được những tên tù nhân này rất là khôn. Họ ở trong tù, họ học được rất là nhiều cái mánh khóe. Để làm gì thưa quý vị? Nghĩa là đồng ý hết tất cả, ra ngoài chiến trường, không bắn một viên đạn nào hết. Vừa ra chiến trường đó, họ thay đổi quân phục, đổi thành thường dân và bỏ chạy. Có người đó thì bỏ chạy, trốn khỏi chiến trường, và bây giờ đó thì họ trốn tránh ở đâu đó không ai biết được. Phía Nga bây giờ lại tốn kém người điều tra để truy lùng những cái tên tù nhân này, bởi vì rất là nguy hiểm. Đã có những cái tin tức cho thấy khi mà chúng tìm cách trốn chạy đó, tấn công, cướp bóc, hãm hiếp những người khác, giết luôn nữa những thường dân Nga khi mà bọn chúng trốn chạy, chẳng hạn như là cướp xe vân vân, hoặc là đói thì yêu cầu cái nhà đó phải cho họ ăn trong lúc mà trốn chạy. Thứ hai nữa, một số thì vượt biên giới trở về nước Nga và bây giờ là biến mất luôn. Một số thì đầu hàng bên phía Ukraine,
và bây giờ là họ bị giữ bên phía Ukraine. Thì đây là những cái vấn đề mà bên phía Nga hiện nay đang đương đầu. Chưa hết thưa quý vị, một mặt đó thì đương đầu với binh sĩ của Ukraine, một mặt khác Putin ra lệnh cho bên phía chỉ huy đó phải đưa một cái lực lượng truy lùng những kẻ mà bị mà từ nhà tù bắt ra ngoài chiến trường. Thứ nhất, thứ hai, lực lượng này đó là lực lượng đi tiêu diệt những kẻ nào đào ngũ. Không những tù nhân đào ngũ mà kể cả những người thanh niên bị động viên trong thời gian qua ra chiến trường. Thì bây giờ đó, một mặt đó, một lực lượng chiến đấu ở vùng Kherson, ở vùng Luhansk và bốn vùng chiến thuật. Nhưng mà đằng sau chiến tuyến đó, thưa quý vị, có một lực lượng giám sát binh sĩ Nga. Mà hễ thấy binh sĩ Nga nào đào ngũ bỏ chạy không chịu chiến đấu đó là bắn chết người đó luôn. Bắn chết rồi thông báo tên này dự tính là đào ngũ và báo cáo một là bị giết chết, hai là báo cáo mất tích. Cho nên gia đình ở Nga bây giờ họ đang vô cùng biến động. Đó là vấn nạn hiện nay mà Nga đang đương đầu. Sáng nay thì Nga tuyên bố bởi vì họ đang thua cuộc ở vùng Kherson. Binh sĩ Ukraine trong thời gian qua, trong vài ngày qua đó, đã tiếp tục đánh rất mạnh, pháo kích, gây tổn hại về phía Nga rất nhiều. Và bây giờ Nga đang kiệt quệ. Và vì thế tuyên bố ngày hôm nay có thể là sẽ bắn rơi những vệ tinh của Mỹ hoặc của châu Âu nếu những vệ tinh này hỗ trợ cho Ukraine tấn công Nga. Và thưa quý vị, vào hồi đầu tuần đó, thì quý vị cũng nghe chúng tôi nói là rất nhiều những cử tri mà đi đến những cái thùng bỏ phiếu drop-off box là những người này họ không có chính thức đi bỏ phiếu mà họ điền sẵn những cái lá phiếu mail-in ballot đó. Thì bây giờ họ đi drop-off ở đó, họ than phiền là bị những cái người họ gọi họ là drop-box watchers, thưa quý vị, là giống như là kiểm soát, ngăn chặn kiểm soát, dạ vâng, thùng phiếu đó. Nhằm mục tiêu đe dọa những người đi bỏ phiếu sớm. Thì cử tri đó bây giờ họ nói là lúc đầu tuần đó là họ than phiền là những cái người này đó, như quý vị thấy đây là thật sự có thật, những cái người watchers đó họ đeo mặc áo giáp, rồi có một số người là vắt súng ở bên mình nữa, cứ đi qua đi lại như vậy thì khiến cho cử tri là thứ nhất họ không có thoải mái, là bởi vì những cái người watchers này như quý vị biết là họ thuộc đảng Cộng hòa, mà đảng Cộng hòa đó thì không có tin vào cái chuyện mà mail in ballots. Họ cứ khuyến khích mọi người là hãy đích thân đi đến những cái phòng phiếu để mà bỏ phiếu, và họ đặt những cái người watchers như thế này, những cái tổ chức này đó, thì họ nói là để mà họ ngăn chặn những cái tình trạng là có những người nhiều khi cầm mấy cái lá phiếu lận, nghĩa là muốn gian lận đó, thì họ đứng đó họ kiểm tra xem là mỗi một người chỉ bỏ vào một cái phiếu thôi. Thì đó là những cái tổ chức này họ nói như vậy. Tuy nhiên suốt hơn nguyên một tuần đó thì bây giờ cái tình hình nó đã bị escalate, thưa quý vị. Phía những người mà cử tri đi bỏ phiếu sớm đó, mail in ballots này nọ, bây giờ họ đã chính thức nộp đơn kiện là những cái người watchers này đó là thành viên của một vài tổ chức. Thứ nhất Clean Election USA, thứ hai nữa là Lions of Liberty. Mà đặc biệt cái nhóm Lions of Liberty đó là được chứng thực có liên quan đến Oath Keepers, thưa quý vị. Những cái nhóm này đó rải người, nhưng mà đặc biệt ở khu vực quận Maricopa với lại Phoenix đó, đứng ở đây không những intimidate voters, mà thí dụ mà họ cự cãi lại đó, thì những cái người mà đeo súng này đó đi theo đến xe của cử tri kia, chụp hình họ, rồi hăm dọa, đưa ra những cái lời hăm dọa đồ nữa. Cho nên là bây giờ những cái người cử tri đó họ kiện yêu cầu thẩm phán đó là phải dẹp hết những cái người watchers này, giống như là ra một cái lệnh cấm không cho họ đứng ở đây. Thì tuy nhiên những cái nhóm mà phía đảng Cộng hòa kia họ cũng nói đây là cái quyền tự do của họ, và họ chối, họ nói là họ không có intimidate voters. Thì ngày mai ông thẩm phán của quận Maricopa dự kiến là sẽ đưa ra cái phán quyết xem là có giống như là ngăn chặn không cho những người watchers này đứng ở đây nữa hay không. Cái tin tức này chúng tôi sẽ đề cập tới nữa ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi.
Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jean và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fukudan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Paid for by Deidre Thu Hà Nguyễn for Assembly 2022. Trở lại với bản tin lúc nãy, Thảo Yên đề cập đến cái tình trạng ở Arizona, mà chỉ có ở Arizona đây, những kẻ cầm súng, đây là những cái phe nhóm ủng hộ ông Trump và đã từng tham gia vào cái vụ tấn công tòa nhà quốc hội, Oath Keepers, Proud Boys, v.v. Và điều này cho thấy được cái vấn nạn kể từ khi ông Trump vào tòa Bạch Ốc. Là trước đây đó, các cuộc bầu cử không hề ai có vấn đề, đảng Cộng Hòa, ứng viên Cộng Hòa, rồi Dân Chủ, không ai đề cập đến vấn đề mà bỏ phiếu bầu khiếm diện, thưa quý vị, và đi bỏ phiếu bằng mail. Cái chuyện đó nó quá tầm thường đi, và đó là cái quyền tự do và luật lệ cho phép. Thế nhưng kể từ khi ông Trump tuyên bố là nếu tôi thua cuộc, quý vị còn nhớ năm 2020 ông từng tuyên bố vào tháng 7, nếu tôi thua cuộc chắc chắn phải là gian lận bầu cử. Mà cái điều khổ đó là cũng chính ông Trump là cái người tuyên bố là chống lại cái chuyện mà bỏ phiếu bầu khiếm diện. Bởi vì ông nghĩ là trước cái chuyện mà bỏ phiếu bầu khiếm diện, bỏ phiếu sớm là dễ dàng dẫn đến gian lận bầu cử. Nhưng mà ông đâu khổ lắm thưa quý vị. Bởi vì trong cái chuyện mà lựa chọn và kiểm soát phiếu bầu, đâu phải là chỉ có người của Dân Chủ mà cả người của Cộng Hòa và Dân Chủ. Cho nên đây là cái vấn đề mà bên phía những người ủng hộ ông Trump, và ngay bây giờ đó kể cả những ứng viên tuyên bố ủng hộ ông Trump lại là những ứng viên nói rằng sẽ có bầu cử, họ lo sợ về vấn đề gian lận bầu cử từ những phiếu bầu khiếm diện này. Nhưng mà nước Mỹ này, ngay cả khi quý vị đi bầu, thì bên phía những người ủng hộ của đảng Cộng Hòa cực đoan, chúng tôi có hai thành phần bây giờ, những người ủng hộ Cộng Hòa trung lập và những người ủng hộ Cộng Hòa cực đoan, thì họ đều lên án cái chuyện bỏ phiếu sớm. Thậm chí ngay đến cái thùng phiếu này họ nói cũng có thể là gian lận nữa. Làm sao gian lận được? Tất cả những lá phiếu được kiểm từ phiếu bầu khiếm diện, bỏ bằng mail, và kể những lá phiếu người dân đi bỏ phiếu đều có sự kiểm soát của hai đảng, chứ không thể nào nói là chỉ ủy ban bầu cử, ủy ban giám sát bầu cử là chỉ có đảng Dân Chủ mà thôi. Và vì thế đảng Cộng Hòa cứ sợ những cái chuyện viễn vông như thế này, và nó trở thành cái vấn nạn cho tiểu bang Arizona. Sáng ngày hôm nay, thưa quý vị, ở bên phía Iran lại xảy ra một cái vụ tấn công khiến ít nhất 14-15 người, con số người chết có thể nhiều hơn nữa, tấn công vào đền thờ Hồi giáo trong lúc những người Hồi giáo Iran đang cầu nguyện. Cái chuyện này nó xảy ra và ngay lập tức phía ISIS nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công này. ISIS, nhà nước Hồi giáo cực đoan, hiện nay vẫn còn hiện hữu ở các quốc gia Iraq, Iran, Afghanistan, Syria. Thế nhưng bên phía Iran lại lên án đây là ảnh hưởng từ các cuộc biểu tình chống đối liên quan đến cảnh sát đạo đức và chính quyền Iran ra những cái quy định nghiêm ngặt đối với người phụ nữ lúc mà ra đường phải mặc quần áo che kín tóc, che kín đầu gối, không được để lộ cái bàn chân ra nữa. Và vì thế bên phía biểu tình ngày hôm nay qua tới ngày 40 rồi, thưa quý vị, ở tại Iran, họ đã lên án hành vi này. Họ nói đó là cái chuyện
mà của ISIS thực hiện vụ tấn công vào đền thờ Hồi giáo của Iran. Và thưa quý vị, mới đây thì Sở Cảnh sát Maryland State Police đã chính thức bị kiện bởi ba người cảnh sát. Hai người đó hiện nay vẫn còn đang tiếp tục là cảnh sát cho cái cơ quan này. Một người đó thì nói là bởi vì cô lên tiếng về cái vấn đề kỳ thị chủng tộc ở đây mà cô bị cái cơ quan này đuổi. Cái đơn kiện của ba người cảnh sát này cho biết là cái cơ quan Maryland State Police có một cái hệ thống kỳ thị từ cấp trên xuống cấp dưới, và khi mà mướn người đó là cũng kỳ thị những người da màu, rồi khi mà được làm cảnh sát vào trong đây rồi đó thì bị chia cho làm những cái giờ giống như ban đêm, họ gọi là graveyard shift đó, không ai muốn. Và khi mà làm overtime đó thì thường là những cái người cảnh sát da trắng được ưu ái hơn, thì đó là nội dung cái đơn kiện. Tuy nhiên một số những cái vụ khác nhỏ lẻ khác nữa, ba cái người cảnh sát mà kiện trong này đó là hai người cảnh sát gốc Phi Châu, cô cảnh sát kia là người Mexican thưa quý vị, ông Dunlap, ông Tribble và cô Diaz. Thì riêng hai người cảnh sát gốc Phi Châu đó, họ nói là trong những cái buổi tập huấn ở cái trường bắn súng của sở cảnh sát đó, thì những cái hình nộm để mà cảnh sát tập đó, họ nói rằng không biết ai để, nhưng mà lúc nào cũng vậy, từ lúc lâu rồi những cái hình nộm đó là cái mặt bôi đen và được vẽ vào những cái afro, là những cái kiểu tóc của người gốc Phi Châu đó thưa quý vị. Và những người cảnh sát Mỹ trắng thì bắn vào đó cười hả hê, trong khi những người mà cảnh sát gốc Phi Châu đó thì họ cảm thấy rất là khó chịu khi mà họ kiến nghị về cái chuyện đó, thì là họ bị cấp trên nói là cố tình muốn gây chuyện vân vân. Và sau khi mà hai người cảnh sát gốc Phi Châu nói là lúc mà hai anh than phiền về cái chuyện đó, thì bắt đầu mỗi ngày mỗi sáng ra khi mà đi ra xe cảnh sát để đi tuần đó, thì mấy ảnh bị để trên nóc xe đó những cái trái chuối, như quý vị cũng biết là thường là cái hình ảnh con khỉ hay thích ăn chuối, thì mấy ảnh nói là bị những người cảnh sát gốc da trắng phỉ báng bằng cách đó. Cho nên và bây giờ đó, sau khi cái đơn kiện này xảy ra, thì báo chí phát hiện là cơ quan này đang bị điều tra trước đó rồi, là có những người cảnh sát gốc da màu khi mà muốn thi vào đây đó, họ cũng bị kỳ thị, là coi như trước khi mà thuê người đã kỳ thị, sau khi vào làm rồi cũng bị kỳ thị. Thì cơ quan này đang bị điều tra hai cái vụ. Thật nhanh, mời quý vị tham dự, mua vé tham dự chương trình Black Red Carnival ngày lễ hội 30 tháng 10 tới đây, Chủ nhật tại Monamua Banquet. Liên lạc với cô Song Linh 714-260 4569 246-04-569. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán tính giả. Mời quý vị vào YouTube nhớ nhấn nút subscribe. Chiều nay anh Đinh Quang Thái đề cập đến các vấn đề liên quan đến cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.